Xin chào mọi người ạ, hôm nay em lên một mẫu áo phông mọi người nhá. Áo phông trắng này có hình logo rất là xinh. Áo thì dáng cho chị, áo là dáng xương vườn các chị nhá. Có màu đen ạ, màu đen và màu trắng đây mọi người nhá. Màu đen này, dáng xương vườn, dài đây ạ. Không phải là rộng mọi người nhá, đây mọi người mặc sơ vi rất là đẹp. Mặc sơ vi đẹp các chị nhá. Đây các chị có thể nhìn dáng là nó không quá to, rất là xinh. Và em có một mẫu áo khoác len kèm mọi người nhá. Mẫu này là có kèm nơ. Noel về Tết rồi các chị mặc cái áo này rất là hợp. Áo len này rất là hợp. Áo len rất là hợp các chị nhá. Áo len thì rất là hợp này. Kèm một cái nơ nhung ở đây. Rất là xuất sắc. Cái màu len này nó là cái đỏ đậm các chị nhá. Đỏ đậm ạ. Chị có thể không thích cài cái này, nó chỉ là có kim băng thôi các chị nhé, tùy mọi người có thể tháo ra cũng được. Em kết hợp cùng với quần jean mọi người nhé, quần jean dáng bếp ghi ở cái jean này thì các chị mặc rất là thoải mái, không bị lo là quá rộng các chị nhé. Quy cài đây ạ, form rất là xinh luôn. Áo len em có một size các chị nhá, áo phông thì em có size SM để cho các chị tập trên 60 cân ạ, 65 cân vẫn vừa mọi người nhá. Hình rất là xinh này, mẫu mới á, mẫu mới nhất luôn, cực đẹp ạ. Xin chào mọi người ạ, hôm nay em lên một mã áo phông mọi người nhá. Áo phông em có hai màu, đó là màu đen và trắng mẫu mới á, và em sẽ kèm với khoác cardigan mọi người nhá. Và cái mẫu áo này thì dáng của nó là suông không quá rộng, suông vừa các chị nhá. Suông vừa nên các chị mặc sơ vin rất là ok. Rất là đẹp các chị nhá. Rất là đẹp ạ. Cùng có hai màu đen trắng đây các chị nhá. Em có sắm tay lên một chút đây. Mẫu mới ạ. Rất là yêu. Đây mọi người nhớ, không quá rộng. Mặc với jean rất là đẹp. Và em mix cùng với mẫu áo khoác len cả nhà nhớ. Khoác len này là len đẹp này, kèm cài này. Chị có thể tháo được cài ra và có hạt ở đây. Từng khuy cũng rất là sắc nét các chị nhớ. Mọi người ơi, đây là sẽ là cái mẫu áo khoác len đây cả nhà nhớ. Khoác len đây ạ. Nói chung là rất là dễ mặc, hôm nay mix thế này thì các chị có thể mặc được cái phong cách của áo phông bên trong hoặc là áo bra hay áo sơ mi bên trong đều đẹp với cái mẫu khoác len này cả nhà nhá. Rất là xinh ạ. Em đang mix cùng với một mẫu quần baggy cả nhà nhá, kèm beo, form cực kỳ xuất sắc, form gọn đẹp cá tính ạ. Chị nào không quen mặc form rộng quá thì mình có thể mặc cái form gọn như thế này cũng rất là xinh, áo cực đẹp luôn ạ.